chỗ đây là 56 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Có số điện thoại các bạn. Bán xôi đùi gà, xôi cánh gà, xôi phá lấu, xôi bánh mì các loại. Nhìn hấp dẫn lắm rồi. Wow. Đã chưa? Gà. Đó là da gà đó các bạn. Và các bạn thấy không? Nguyên cái phần gà nhìn đã quá. Nó vàng ươm luôn. Đùi gà nè. Kia là da gà. Bị trên. Kia là xúc xích. Gà còn đây là pha lấu. Dựa, nó đó phần vỏ đó không mà. Đây là cốc mỡ nè. Rồi nóng hổi luôn. Cho pate lên. Nước sốt lên. Mỡ hành. Đây bán hộp xôi mặn có thịt với lại chả. Lấy xôi gì anh? Bánh bào. Thích nhất phần này. Là 40. Nghĩa là 20.000 một phòng. Bao 15-20. Hấp luôn, hấp nóng luôn nè. Nó có hình nhím đẹp quá. Bánh nha, cái bánh gì vậy? Giò đó. Đây là xôi gà em. Có em một hộp xôi. Dạ, bộ xôi gà. Có thể bán cho cái ảnh cũng được. 3.000. Bánh mì không là 3.000. Thấy đùi gà rồi thèm quá. Chị cái này mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 24 giờ hả? Bán bao nhiêu năm rồi chị? Lâu lắm rồi. Ừ. Em thấy là trên mạng cũng nhắc đến chỗ này nhiều lắm. Quán lâu mà ngon. Bánh mì một ổ mình làm bánh mì thịt đây là bao nhiêu ổ chị? 15.000 ổ. Giá cũng bình dân thôi chứ không có gì mắc. Nhiều vậy? 4. Lấy xôi gì chị? Một hộp xôi gà. Rồi đứng đây làm nhân viên luôn. Nay đi ăn xôi gà thử đi, còn mai ăn cái pha lấu đi, bữa nào ăn pha lấu thì. Một xôi gà. Yeah. Em xôi gì? Xôi gà. Rẻ luôn. Này lá dứa để làm hấp xôi hả chị? Dứa này các bạn.
hành. Làm mỡ hành. Hoa hậu trong đây còn heo quay nữa nè, quay dây giòn nữa. Giờ này nắng lắm, không chất đồ lên nhiều. À dạ. Còn thiếu nhiều thứ lắm. Dạ. Mỗi khi em đi ngang đây là nhìn vô cái tủ là thấy thèm đó. Mình cho đồ phộng cho nha. Để cho tiền chị. Dắt nồi bên kia luôn, dắt nồi bên kia chưa? Của em đây ha. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi chúc mùa mai bán đắt nha. Dạ. Không chút cũng bán đắt. Cũng sớm bán không nghỉ tay. Rồi bác ăn nha. Giờ đi tiếp đây. Sẵn tiện giới thiệu luôn kế bên nhà là cái nhà này bán bánh tráng trộn cũng rất là ngon. Đây nè. Họ treo đây trước ít thôi, còn trong kìa, mà thấy không? Đó, trong đó. Kìa, đó. Đó, mà thấy không, treo trong nhà. Nên bán rất là ngon nha. À, kế bên luôn, 54. Bên chơi, bên này bên xôi là 56, còn này bên 54. Ăn bánh tráng, này xôi gì đó ghé qua đây. Nè. Rồi, bye bye nha. À, chào các bạn, mình đang có mặt tại số 281A Lãng Bình Thăng, phường 8, quận 11. Kim Ô Long. Này giống bên trà cái bên có phở thằng Y nữa. Premium Tea and Coffee. Rồi ok. Quán đẹp quá vậy. Có bàn trước nè. Hai. Ở mình bên chỗ mình ọp với cái coffee. À dạ. Yeah. Có quầy đâu à, rồi món gì à. Ở đây món gì ngon nhỉ? Anh thích uống trà, trà sữa hay cà phê à, cà phê đi. Cà phê đá xay bên em cũng ngon lắm á. Cà phê đá xay. Cà phê đá xay đặc biệt đó. Rồi, vậy cho mình một phần 39 nha. Phần xe nhỏ đúng không? Tôi sẽ chọn. Anh tên gì vậy? Tên Thiện. Thiện. Lê Tuấn Thiện. Thiện. Trong quán này các bạn. Cái buổi sáng có vẻ là hơi ít. Mình chọn cái quán đẹp quá. Ok, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đây là một cái quán cà phê ở Lãng Bình Thăng các bạn. Dạ, ăn xôi nha. Đây, cái phần xôi lúc nãy mình có mua đây các bạn. À, nhìn hấp dẫn ha. Nó rất là ngon. Có gà nè, pate nè, đậu phộng nè, có da nè. Nhìn hấp dẫn quá. Và xôi được làm từ nấu với lá dứa đó các bạn, rất là thơm. Ok, ăn nha. Ok, ăn đây. Trong không gian quán đẹp lắm. Ăn xôi ngon. Wow, cái thịt gà được làm rất là ngọt. Ngon. Pate ngon. Rất là béo. Rất là ngon luôn. Cái phần xôi á làm nó vừa. Không cứng cũng không quá mềm. Không nhũn quá, nó vừa. Ăn rất là thơm mùi lá dứa. Thì nãy mình có sao bạn xem lá dứa đấy. Rồi trước đó là chỉ có quét một lớp pate lên. Ăn cái lớp này là béo ngậy luôn và rất là thơm. Mình nghĩ cái xôi á thì quét cái pate này mình ăn là đã ngon rồi. Kế bên đó là bạn
ta ăn rồi đậu phộng gà rất là ngon. Cái gà đặc biệt là ngọt ngọt. Ở Sài Gòn có rất nhiều chỗ bán xôi nhưng mà không phải chỗ nào cũng ngon. Cái mà xôi gà mình thấy ở chợ Bà Chiểu một chỗ này rất là ngon. Nếu mà các bạn có đi ngang cái địa chỉ mà mình nói là lên đường lạnh trên đường Trịnh Đình Trọng á, thì bạn hãy ghé nó ăn thử cái món xôi này. Ở đó có bánh mì, bánh bao rất là ngon, mình ghé ăn thử. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Nhớ nhấn đăng ký kênh.